Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu hỏi những đứa trẻ mồ côi hạnh phúc là gì thì có lẽ khó tìm được câu trả lời. Nhưng nếu hỏi mong ước của em là gì thì câu trả lời sẽ là con mong ước được có cha có mẹ, con mong ước sẽ không phải nghỉ học. Đó cũng là chia sẻ của em Lãi Đức Quyền ở thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gia cảnh của Quyền thật đáng thương, em mồ côi cả cha lẫn mẹ ở độ tuổi còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ, mất cha. Nhưng đến khi tới trường, thấy bạn bè có cha đón mẹ đưa, em mới cảm thấu hết được sự mất mát, thèm khát được hơi ấm của cha mẹ đến nhường nào. Chương trình Ước mơ cho em kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ với hoàn cảnh của em Lãi Đức Quyền. Chứng kiến gia cảnh của em Lãi Đức Quyền, chúng tôi, những người làm chương trình, không khỏi nghẹn lòng. Gia đình em trước kia là một trong những hộ thuộc diện khá giả trong thôn. Sau khi kết hôn, anh Lãi Đức Xuân và chị Phạm Thị Ngà lần lượt đón hai chị em Quyền chào đời trong niềm vui và hạnh phúc khôn tả. Sau khoảng gần chục năm lập gia đình, chăm chỉ làm ăn, tích góp được chút vốn, anh chị quyết định xây một ngôi nhà với mong muốn cuộc sống sẽ được đủ đầy, sung túc hơn. Thật không may, ngôi nhà vừa làm xong thì anh Xuân liên tục có những cơn đau đầu hành hạ. Đi khám mới phát hiện bị mắc căn bệnh u não. Cuộc sống gia đình Quyền bắt đầu những chuỗi ngày ảm đạm từ đó. Mọi công việc làm ăn, chị Ngà đành gác lại. Bao vốn liếng đã dành xây nhà nên chị phải chạy vạy vay mượn để lo chạy chữa cho chồng. Không lâu sau đó, tai họa lại tiếp tục ập xuống gia đình nhỏ. Khi chị Ngà lại phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư buồng trứng. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bệnh tật liên tiếp ập đến khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bế tắc. Rồi năm 2008, không đủ sức chống chọi với bệnh tật, chị Phạm Thị Ngà đã ra đi mãi mãi. Năm 2011, anh Lã Đức Xuân lại vĩnh viễn ra đi trước sự bàng hoàng của người thân, để lại nỗi đau không thể bù đắp được cho hai chị em Quyền khi tuổi đời của hai em còn quá nhỏ. Trước 2 tháng là bị não rồi đấy, là nằm bệnh viện Bạch Mai trở về đấy. Thế nhưng mà về là tưởng là vợ chồng cũng phục vụ vào phục vụ cho nên tưởng là, nhưng mà đến lúc là lại vợ lại bị bệnh hiểm nghèo với lại đi trước, thì là bị ung thư. Có bà bác ở Hà Nội đấy là cũng quen bác sĩ nhiều đấy, nhưng mà ở chỗ Ba Đình đưa vào thì bố là muộn rồi. Bốc mộ xong cho mẹ thì là bố chết. Trước thì cũng đầy đủ và cũng rất hạnh phúc, nhưng mà trong thế đó từ 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 khi mà bố mẹ cháu mất đi bây giờ là rất khó khăn, chỉ có hai chị em sống với nhau. Bố mẹ lần lượt ra đi, lúc đó chị của Quyền mới hơn 10 tuổi, còn Quyền mới bước vào lớp 2. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể tự lập trong cuộc sống. Ngôi nhà mới tưởng rằng là mái ấm hạnh phúc của gia đình em, thì giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Trên thế gian này, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ, mất cha. Hai chị em Quyền như đôi chim nhỏ lạc đàn, bơ vơ, côi cút. Không còn cách nào khác, hoàn cảnh buộc hai đứa trẻ mồ côi phải tự mình đứng lên, tự mình lo cho cuộc sống của mình. Chị em chăm sóc cho nhau. Thời gian trôi đi, đến ngày chị gái Quyền cũng phải lập gia đình. Quyền được ông nội đón về chăm sóc. Càng lớn, càng biết nhận thức, Quyền mới cảm thấu được sự mất mát của phận mồ côi. Biết bao lần nhìn bạn bè được ríu rít bên mẹ bên cha mà lòng em quặn thắt, nỗi niềm khát khao trong lòng trỗi dậy. Giá như có mẹ, giá như mình được có cha. Hoàn cảnh nhà cháu thì bố mẹ mất sớm thì cháu ở với chị, thì bây giờ chị mới đi lấy chồng thì ở với ông. Cảm nhận mình thấy tủi thân, Tại sao? tại vì thấy các bạn khác thì có bố mẹ mình không có. Hồi lớp 3 là cháu cũng bị ruột thừa là phải đi mổ. Lúc đấy thì
Chị là người chăm sóc cháu. Mình thấy tủi thân. Dù không thể thay thế được cha mẹ, nhưng ông nội là chỗ dựa duy nhất cho Quyền lúc này. Hai ông cháu chăm sóc, dựa dẫm vào nhau. Ông nội năm nay cũng đã gần 90 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại còn khó khăn, nên mọi việc nhà hầu như Quyền phải tự lập, quán xuyến. Mỗi tháng hai ông cháu chỉ trông vào khoản thu nhập hơn 2 triệu đồng lương hưu của ông, nên cuộc sống cũng khó khăn trăm bề. Cậu bé ngày nào đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Hơn ai hết, em hiểu được rằng tự mình phải đứng dậy, bước đi bằng chính đôi chân của mình, hướng đến tương lai phía trước. Vì vậy, xác định học tập chính là con đường duy nhất để lập thân lập nghiệp, nên em luôn tự nhủ phải nỗ lực cố gắng để học tập thật tốt. Tôi dựa tinh thần cháu là ông, lúc đó lắng ông bị bệnh. Cháu giờ chỉ mong học giỏi làm ăn, sau này ra trường có việc làm. Mặc dù là hoàn cảnh của em rất là khó khăn, bố mẹ mất sớm như thế, nhưng mà em rất là cố gắng, rất cố gắng trong học tập. Đi học thì đầy đủ, mà cũng đến lớp thì hầu như là thực hiện tốt tất cả các nội quy quy định của lớp, của nhà trường. Rất là cố gắng, không bao giờ là vịt vào hoàn cảnh mà em có thể lơ là việc học. Nghĩa là cũng lúc nào cũng muốn là theo như bằng các bạn. Đấy, luôn luôn là như thế. Từ sự nỗ lực của bản thân, dù trải qua nhiều sóng gió, nhưng chưa khi nào Quyền bỏ bê việc học hành. Đến trường, đến lớp, được thầy cô và bạn bè cùng chia sẻ, động viên, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Nên với Quyền, ngôi trường như gia đình nhỏ thứ hai, ấm áp và đầy tình yêu thương, là động lực để em tiếp tục cố gắng. Vì thế, trong những năm học qua, Quyền luôn là học sinh khá giỏi trong lớp, là tấm gương vượt khó cho các bạn. Bạn cố gắng học tập và luôn nghe lời ông, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Bạn luôn luôn lạc quan, không vì hoàn cảnh mà bạn tự ti với mọi người. Cháu học tập ở bạn Quyền là sự tự tin trước mọi người và không vì hoàn cảnh mà mất đi sự lạc quan của mình trong cuộc sống. Động viên và chia sẻ với hoàn cảnh của Quyền, vừa qua, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nam Định đã kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, quyên góp được tổng số tiền hơn 18 triệu đồng. Số tiền này dành để trang trải việc học hàng tháng cho Quyền, mỗi tháng 1 triệu đồng, với mong muốn tiếp bước cùng Quyền trên con đường đến trường đầy khó khăn phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi của ông nội Quyền thì đã ngày một cao, sức khỏe cũng ngày một yếu, nên Quyền sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống sau này. Nên quý vị và các bạn theo dõi chương trình, hãy tiếp tục chia sẻ và giúp đỡ để cậu bé hiếu học và giàu nghị lực Lã Thanh Quyền sẽ không phải đối diện với nỗi sợ phải nghỉ học giữa chừng, để em có thể thực hiện được ước mơ tự lập trong cuộc sống sau này. Chuyên mục ước mơ cho em cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.